Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cây đèn của nghệ nhân Yukinobu Chai No 15 nha mọi người. Đèn được sản xuất năm 1984, là khá là cổ nha mọi người. Đó, đèn thì ngoại hình còn khá là đẹp. Đó, nói chung là cũng có một vài vết thước theo năm tháng nha mọi người. Được các cây này là full solid nha mọi người. Đó, ông này thì là một trong 15 học trò tiêu biểu của nghệ nhân Sakuyo Nakade nha mọi người. Đó, đèn thì ngoại hình còn khá là đẹp, nói chung là cũng có một vài vết thước theo năm tháng nha mọi người. Đó, lưng hông bộ gỗ rất là đẹp. Đó, đó có chỉnh lưng luôn nha mọi người, rất là tuyệt vời. Đó, cây này sử dụng lâu dài rất là ok. Cây này thì mặt phím được làm bằng gỗ mun đen nha mọi người, rất là xịn nha. Thường thì chỉ có mấy cây trên mấy cây cao cấp mới có mặt tút làm bằng gỗ mun luôn nha mọi người, chứ bình thường là đa số làm bằng gỗ cẩm lai nha mọi người. Đó, được cái bộ khóa của cây này là bộ khóa trục 39 nha mọi người. Thường rất, nói chung là rất là hiếm có những cây được gắn trục khóa 39 nha mọi người. Thường thường là 40 hoặc là 35 nha mọi người. Đó, đèn thì còn rất là ok, không bể vỡ gì nha mọi người. Đó, cây này bản cần 51 nha mọi người. Đó, cây này em bán giá 11 triệu. Đó, xấu em bán giá thanh lý cho mọi người dễ trải nghiệm nha. Em bán giá 11 triệu em 8 cây nha mọi người. Em bảo hành 2 năm, em giao hàng trên toàn quốc nha mọi người. Đó, đèn rất là đẹp, sử dụng lâu dài rất là ok. Đó, mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.